Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao các hình tượng hiện trong gương có phải có thật sự có thể nương vào để tạo nghiệp, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bằng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi người, hoặc sanh chúng trời tứ đại vương, cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh cõi trời phạm chúng, cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh cõi trời không vô biên xứ, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, ở cõi vô sắc chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Các hình tượng hiện trong gương, hoàn toàn không có thật sự, chỉ mê hoặc trẻ con ngây thơ, làm sao có thể nương vào mà tạo tác các nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo, hoặc đọa đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các hình tượng có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các hình tượng trong gương hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào sự tu đạo, mà có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có phải có các pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, chẳng phải như hình tượng hiện trong gương chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như các hình tượng hiện trong gương. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các tiếng vang phát ra từ hang sâu, có phải có thật sự, có thể nương vào mà tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh chúng trời tứ đại vương, cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, các tiếng vang phát ra từ hang sâu, hoàn toàn không có thật sự, chỉ mê hoặc người nặng tai, chứ làm sao có thể nương vào để tạo tác các nghiệp rồi do nghiệp đã tạo, hoặc đọa đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các tiếng vang có phải có sự chân thật tu đạo, rồi nương vào sự tu đạo ấy có sự lìa tạp nhiễm đắc thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tiếng vang trong hang sâu hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào sự tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có phải có các pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, chẳng phải như tiếng vang phát ra từ hang sâu chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như tiếng vang phát ra từ hang sâu. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Hiện tượng giống nước hiện ra trong bóng nắng, có phải là có thật sự, có thể nương vào để tạo nghiệp và do nghiệp đã tạo, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi người, hoặc sanh vào chúng trời tứ đại vương, cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không, nước hiện ra trong bóng nắng hoàn toàn không có thật sự, chỉ mê hoặc người mở mắt, chứ làm sao có thể nương vào mà tạo tác các nghiệp rồi do nghiệp đã tạo, hoặc đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nước ở trong bóng nắng có phải có sự chân thật tu đạo, rồi nương vào sự tu đạo ấy có sự lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì nước trong bóng nắng hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào việc tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có phải có các pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như nước hiện trong bóng nắng chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải như nước hiện trong bóng nắng. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Các hình sắc hiện ra trong bóng sáng, có phải có thật sự có thể nương vào mà tạo nghiệp? Rồi do nghiệp đã tạo hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi người, hoặc sanh vào chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh cõi trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, các hình sắc hiện trong bóng nắng hoàn toàn không có thật sự, chỉ mê hoặc kẻ lòa mắt, chứ làm sao có thể nương vào mà tạo tác các nghiệp, và do nghiệp đã tạo hoặc đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Các sắc tướng trong bóng sáng có phải có sự chân thật tu đạo, rồi nương vào sự tu đạo ấy có sự lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc tướng trong bóng sáng hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào việc tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Có phải có các pháp hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải như sắc tướng hiện ra trong bóng sáng chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải như sắc tướng hiện ra trong bóng sáng. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Nhà ảo thuật tạo ra bốn loại quân là voi, ngựa, xe, bộ, vân vân, các thứ huyễn thuật khác. Loại voi vân vân huyễn này có phải có thật sự có thể nương vào mà tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi người, hoặc sanh vào chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh cõi trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, loài voi ngựa vân vân huyễn đó hoàn toàn không có thật sự, chỉ mê hoặc trẻ con khờ khạo, chứ làm sao có thể nương vào mà tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo hoặc đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Trỏ huyễn có phải có sự chân thật tu đạo, và nương vào sự tu đạo ấy mà có sự lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì loài voi ngựa vân vân huyễn đó hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào sự tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Có pháp nào hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải như voi vân vân trong các trò huyễn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, mà chẳng phải như voi vân vân trong các trò huyễn. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Phật đã hóa ra thân biến hóa, vậy thân biến hóa này có phải có thật sự có thể nương vào mà tạo nghiệp, và do nghiệp đã tạo, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh cõi người, hoặc sanh vào chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại ở trong cõi dục, hoặc sanh cõi trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không, các thân biến hóa hoàn toàn không có thật sự, thì làm sao có thể nương vào mà tạo tác các nghiệp, và do nghiệp đã tạo hoặc đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Hóa thân có sự tu đạo chân thật, và nương vào sự tu đạo kia mà có sự lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ: Không,
Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì các thân biến hóa hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào việc tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có pháp nào hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như hóa thân đã biến hóa chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thạ không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như hóa thân đã biến hóa. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Những vật loại hiện trong ảo thành, có phải có thật sự để nương vào mà tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo đó, hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa bàng sanh, hoặc đọa quỷ giới, hoặc sanh vào cõi người, hoặc sanh vào chúng trời tứ đại vương cho đến trời tha hóa tự tại ở cõi dục, hoặc sanh cõi trời phạm chúng cho đến trời sắc cứu cánh ở cõi sắc, hoặc sanh cõi trời không vô biên xứ cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ ở cõi vô sắc chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, những vật lại hiện trong ảo thành hoàn toàn không có thật sự, thì làm sao có thể nương vào đó mà tạo tác các nghiệp, và do nghiệp đã tạo ấy, hoặc đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời người. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Những vật loại trong ảo thành có sự tu đạo chân thật và nương vào sự tu đạo ấy mà có sự lìa tạp nhiễm được thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thạ không. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì những vật loại hiện trong ảo thành hoàn toàn không có thật sự, chẳng phải năng thi thiết, chẳng phải sở thi thiết, việc tu đạo còn không có, huống là nương vào việc tu đạo mà có sự lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có các pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như các vật lại hiện trong ảo thành chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, nhất định không có pháp nào hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, mà chẳng phải như những vật lại hiện trong ảo thành. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Có phải thật có sự tạp nhiễm và thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, trong đó hoàn toàn không thật có sự tạp nhiễm và thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, như sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh thật không có sở hữu, do đó nhân duyên tạp nhiễm và thanh tịnh cũng chẳng phải thật có. Vì sao? Này thiện hiện, vì các loại hữu tình bám trụ vào ngã, ngã sở, hư vọng phân biệt có sự tạp nhiễm và thanh tịnh, chứ chẳng phải thật sự thấy có sự tạp nhiễm và thanh tịnh. Như thấy sự thật, biết không có sự tạp nhiễm sự thanh tịnh, như vậy cũng không tạp nhiễm thanh tịnh.